Phần danh động từ khó nhất của chúng ta đó là việc gặp rất là nhiều động từ mà chúng ta không biết là động từ đó hoặc cụm từ đó đi với danh động từ hay là đi với động từ nguyên mẫu. Thế thì trong phần bài tập này, tôi sẽ cố gắng đưa cho các bạn các cái trường hợp mà dễ sử dụng và dễ vào nhất, hoặc là các cái trường hợp hay sử dụng nhất, thường gặp nhất, để chúng ta có thể tích lũy được các kiến thức này. Thứ nhất, thank you for lend us the book. Thế trong bài này thì chúng ta chỉ học đơn thuần danh động từ thôi. Thế thì cái cách chia thì rất là đơn giản. Đó là chúng ta biết chắc chắn là verb hình rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là verb hình rồi. Thế nhưng trong bài động từ nguyên mẫu, sau khi học xong thì chúng ta sẽ trộn lẫn giữa danh động từ và động từ nguyên mẫu. Thế khi ấy thì mới là khó. Thế chúng ta sẽ phải nghĩ xem trong trường hợp đấy thì sử dụng danh động từ hay là động từ nguyên mẫu. Như trường hợp đấy thì mới là khó. Thế trong bài tập này thì rất là dễ. Đó là gì ạ? Thứ nhất, thank you for lending us the book. Thì đương nhiên là sau giới từ thì chúng ta phải cộng với danh động từ là lend, chuyển thành gì ạ? Lending. 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 Thank you for lending us the book. Cảm ơn bạn vì là gì? Cho chúng tôi mượn quyển sách, đúng không ạ? Đã cho chúng tôi mượn quyển sách. Thế thì cái lend ở đây là dùng lending, là việc cho mượn. Cảm ơn bạn vì cái việc cho mượn. Thế này nhá. Sau giới từ này này. Thì thông thường ở tất cả các công thức ấy, họ hay viết là for something hoặc là for doing something. Thì các bạn thấy là nó rất là đơn, rất là hay sử, hay hay gặp. Thế tại sao lại như vậy? Thì chúng ta hiểu như sau này. Doing something thì cũng là cái việc gì, đúng không ạ? Something thì cũng là một cái việc gì, đương nhiên là giống như nhau. Đấy. Thế chẳng qua là for something hay là for doing something thì chẳng qua là nó thực sự là nó chỉ là một danh từ hoặc là danh động từ. Đấy ạ, hoặc là danh động từ thôi. Chứ còn là không có gì khác cả, không có gì khó cả. Đấy, sau giới từ for là chúng ta sẽ phải cộng với verb hình. Trường hợp thứ hai. Câu 2. We shall enjoy read it. Chúng ta sẽ rất là thích gì ạ? Đọc nó. Chúng tôi sẽ rất là thích đọc nó. Thế thì enjoy cũng phải cộng với verb hình. Thích làm gì? Thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Read. Thêm in là reading. We shall enjoy reading it. Chúng ta sẽ rất là thích đọc nó. Được chưa? Câu 3. It has stopped rain. Thế ở đây chúng ta cũng cộng với danh động từ. Stop cộng với danh động từ stop gì ạ? Raining. Dừng cái việc mưa. Ở đây thì của chúng ta sử dụng là thì hiện tại hoàn thành, thể hiện là trời vừa mới ngừng mưa. Trời này vừa mới ngừng thì chúng ta dùng hiện tại hoàn thành là has stopped. Và stop cộng với verb in, stop cộng với danh động từ mang nghĩa là ngừng cái việc làm gì, ngừng ngừng làm cái việc gì. Có một cái trường hợp là stop cộng với động từ nguyên mẫu, đó là stop to do something thì nó mang nghĩa khác hẳn. Stop mà to verb thì nó mang nghĩa là dừng lại để làm gì thì nó lại khác. Thế còn stop verbing là dừng làm cái việc gì. Trong trường hợp này là trời dừng mưa là dừng cái việc mưa ấy, thì verbing. Còn ví dụ như này, tôi dừng lại để uống nước chẳng hạn. Thế ạ, tôi dừng lại để uống nước. Bây giờ tôi dừng lại để tôi uống nước. Đấy. Thế thì cái khác với việc là bây giờ tôi dừng cái việc dạy học lại, đúng không? I stop teaching và I stopped to drink water. Thì đó là hai cái cách sử dụng khác nhau của cái từ stop. Trong trường hợp này chúng ta dùng danh động từ, đó là raining. Trời vừa mới dừng mưa. Được chưa? Câu thứ tư. I hate go out in the rain. Từ hate ở đây mang nghĩa là ghét. Thích hoặc ghét một cái gì đấy, hoặc là thích hoặc ghét một cái việc làm gì đấy. Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta go thì chúng ta sẽ dùng danh động từ là going thôi. Rất đơn giản. Tôi ghét cái việc đi ra ngoài vào lúc gì, vào trời mưa. Thì ở đây trong cái trường hợp này người ta nói rằng là thích hoặc ghét mà chúng ta sử dụng danh động từ thì thường khi để chỉ sở thích, khi mà chỉ sở thích. Like hoặc là hate cộng verbing. Ngoài ra like và hate còn có thể cộng với to verb nữa, nhưng mà người ta nói là like và hate cộng với to verb thường mang cái tính chất là
mang cái tính chất tạm thời, chỉ một cái công việc bất thường nào đấy. Ví dụ như là bây giờ tôi thích là gì ạ? Tôi thích dạy tiếng Anh, dạy tiếng Anh tiếp cho đến tận 6 giờ tối, đúng không ạ? Thế thì lúc ấy chúng ta sẽ coi là đấy một cái việc tạm thời, chứ không phải là sở thích của tôi là dạy tiếng Anh chẳng hạn thế. Đấy, đấy là hai cách dụ. Tuy nhiên thực ra là với từ like và hate thì cái khác biệt nó không nhiều, nó không giống như cái từ stop với mình. Stop to verb khác biệt rất lớn mà nghĩa khác biệt hẳn. Like và hate thì không khác nhiều lắm. Tôi ghét đi ra ngoài và trời mưa, thấy chưa? Câu 5. I can't help wonder whether we should risk go without our raincoats. Tôi không thể ngừng này, phân vân. Cái từ whether ở đây nó bằng với lại là từ if mà lại mang nghĩa là liệu, liệu là có hay không. Tôi không thể ngừng phân vân là không biết liệu là chúng tôi có nên mạo hiểm là đi mà không có mưa hay không, đúng không ạ? Đấy, đấy. Sau cái từ can't help, cái cụm này có rất nhiều từ. Can't help này, can't stand này, can't stand, stand đứng ạ, can't stand này, can't bear này. Tất cả cái từ can't help này đều cộng với verb, cộng với danh động từ. Tôi không thể ngừng cái việc phân vân. Thì đây là wonder, chúng ta cũng có cái verb wondering. Whether we should risk, risk là mạo hiểm, liều lĩnh, làm cái việc gì chúng ta cũng risk của verb. Đây sẽ có là we should risk going, going, đúng không ạ? Without our raincoats là không có mưa. I can't help wondering whether we should risk going without our raincoats. Câu số 6. Excuse me for giving you so much trouble. Và tôi đã giải luôn nó là gì, verb. Vì nó rất là gì, quen, quá quen khi mà chúng ta sử dụng nhiều. Sau giới từ for thì là chúng ta cộng với gì, verb. Giống như trên nghĩa, thank you for lending us the book. Yeah. Excuse me for giving you so much trouble. Tha lỗi cho tôi vì đã mang lại cho bạn quá là nhiều rắc rối, đúng không ạ? Rồi. Câu 7. I don't remember ever see you. Tôi không nhớ là đã từng gì gặp bạn. Thế thì từ remember đây chúng ta có hai, cũng có hai cách sử dụng. Một là với danh động từ, hai là với động từ nguyên mẫu, hai là với to verb. Thế ở đây này, cái remember mà cũng verbing ấy, với danh động từ nó mang nghĩa là nhớ là đã làm gì. Đấy, tôi không nhớ là đã gặp bạn. Đấy, tôi không nhớ là trước đây là tôi đã từng gặp bạn, tôi không nhớ, đúng không? Thế thì đây chúng ta dùng danh động từ là seeing. Seeing. Thế còn một trường hợp khác nữa của remember là remember cộng với to verb thì lại mang nghĩa là nhớ là sẽ phải làm gì, tức là sắp tới mình sẽ phải làm gì, chứ không không phải là đã làm gì. Là sắp tới thì tôi không nhớ là tôi sẽ phải gì đến trường chẳng hạn. Tôi không nhớ là tôi sẽ phải đến trường dạy tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, thì cái trường hợp đấy lại khác. Thế còn tôi không nhớ là gì, hôm thứ hai tôi đã đến trường để dạy tiếng Anh chẳng hạn, thì đây chúng tôi phải cộng verb ing, được chưa? Thế thì cái trường hợp stop và cái remember là các bạn phải nhớ kỹ cái hai cách sử dụng. Nhớ cho tôi là verb ing này thường mang nghĩa là đã làm gì, đã làm gì. Đấy, ngay cả trong cái câu ví dụ như câu 6 nhá và câu 1, chúng ta cũng cảm giác là nó mang đã xảy ra. Ví dụ này, cảm ơn bạn vì đã cho chúng tôi mượn quyển sách. Thì thường là đã cho mượn rồi mới cảm ơn, đúng không? Hoặc là excuse me for giving you so much trouble, là tha thứ cho tôi vì là đã mang đến cho bạn nhiều rắc rối. Thế này mang nghĩa là gì? Mình đã mang đến rồi. Thường là cái danh động từ nó mang nghĩa như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục với các câu tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục từ câu 8 đến câu 14. Câu 8 này, he was proud of a word of prize. Thế chúng ta thấy là ở đây có giới từ là gì ạ? Of. Giới từ of. Và chúng ta biết là sau giới từ là phải cộng với danh động từ. Vì vậy các bạn sẽ ngay lập tức có thể điền được từ này là gì ạ? Award, awarding. Và như vậy là gì ạ? Sai luôn. Đấy. Ở đây chúng ta còn phải dựa theo nghĩa nữa. Nếu như các bạn chỉ nghĩ đơn thuần là cứ thấy sau of là cộng verb ing thì sẽ bị mắc phải sai lầm như câu 8 này và rất nhiều câu 8 khác nữa. Tại vì lý do như sau này, anh ấy rất là tự hào. Award đây là trao, trao giải. Và động từ và the prize là giải, trao giải. Thế thì anh ấy rất là tự hào về cái việc trao giải.
hay là anh ấy đã rất là tự hào về việc là được trao giải, đúng không ạ? Thế chúng ta biết là danh động từ bao gồm có bốn cái cấu tạo. Thứ nhất là gì? Verb in này. Thứ hai là gì? Be động là being, P2 này. Thứ ba là hoàn thành này, là having P2 này. Thứ tư là hoàn thành bị động, having been P2. Bốn dạng cơ, chứ không phải là cứ of là cộng với danh động từ verb in. Sai. Ở đây này, anh ấy tự hào về được trao, tức là bị động. Đây, he was proud of này. Being awarded thì là mới là đúng. Thực ra trong câu này nếu mà cẩn thận hơn nữa thì chúng ta thậm chí là còn phải sử dụng thể hoàn thành bị động, tức là having been awarded thì mới chính xác, thực sự là chính xác hơn nhiều. Thế nhưng mà trong tiếng Anh bây giờ thực ra nó cũng đơn giản ngắn gọn hơn nhiều rồi, thì chúng ta có thể sử dụng being P2 cũng là chấp nhận được. Nên câu này vì đây là quá khứ này, đã quá khứ rồi và mình muốn nhấn mạnh là đã hoàn thành rồi mà lại bị động nữa thì có phải là sử dụng là having been awarded không? Đấy. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta cũng có thể là chấp nhận được cái cách là sử dụng là being awarded, miễn là bắt buộc phải là bị động thì mới hợp nghĩa của cái câu này. Anh ấy đã rất là tự hào vì được trao giải thì mới là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm câu 9. After examined by the doctor, the young man was better. Có lẽ là sau khi làm câu 8, tôi cảm giác là các bạn sẽ làm đúng câu 9. Đấy, tôi cảm giác các bạn sẽ làm đúng câu 9. Tức là sau khi gì ạ? Được thì kiểm tra bởi bác sĩ thì cái người thanh niên trẻ đã thì cảm thấy tốt hơn. Đấy. Thế ở đây chúng ta thấy là có một cái từ mà khiến cho các bạn có thể làm đúng được, đó là từ by, là từ bởi. Mà nhìn thấy từ by là rất nhiều bạn sẽ phải liên tưởng đến cái thể bị động, đúng không ạ? Thể bị động sau giới từ after là đương nhiên phải cộng với danh động từ rồi, đương nhiên phải cộng với danh động từ rồi và lại là bị động. Thế câu này cũng sẽ có hai cách mà chúng ta có thể làm, đó là after này, being examined. Cách thứ hai đó là gì ạ? Hoàn thành, tức là sau khi đã được kiểm tra rồi thì anh ấy cảm thấy tốt hơn, mà cái cả cảm thấy tốt hơn đã là quá khứ rồi thì có thể dùng hoàn thành bị động là gì? Having been examined by the doctor, the young man was better. Được chưa? Thì đấy là một trong hai cách. Tuy nhiên ở đây chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể chỉ cần làm là being examined là được. Đấy. Having been examined nó hơi dài. Câu số 10. She reproached me for not keeping, for not keep my promise. Đó là tiếp tục đưa các bạn đáp án, đúng không ạ? Bởi vì sau for là chúng ta phải cộng với gì ạ? Verb in. Cái câu này thì rất là dễ, là cô ấy gì ạ? Trách tôi vì là không giữ lời hứa. Vì không giữ lời hứa. Thế thì không giữ lời hứa ở đây là sau for cộng verb in bình thường. Nhưng cái tôi muốn các bạn nhớ ở đây là nếu các bạn muốn nói là không làm gì, vì làm gì thì chúng ta học rồi, nhưng mà vì không làm gì thì chúng ta thêm not vào trước danh động từ. Đấy. Cô ấy đã trách tôi vì không giữ lời hứa. She reproached me for not keeping my promise. Được chưa? Câu 11. Don't put off send the application form. Đừng có trì hoãn cái việc. Đấy, nhớ là cái việc nhé. Danh động từ là thể hiện cái việc. Đừng có trì hoãn cái việc gửi cái đơn xin, đúng không ạ? Là don't put off gì ạ? Sending. Cái này là keeping này. Cái này là sending này. Don't put off sending the application form. Câu này, hai câu này rất là dễ. Câu 12. He doesn't deny his take part in the play. Anh ấy không phủ nhận cái việc anh ấy tham gia vào vở kịch đó. Thế thì deny ở đây là phủ nhận, cũng cộng với danh động từ. Cũng cộng với danh động từ. Và ở đây chúng ta cũng ghi nhớ thêm là cái tính từ sở hữu đi đằng trước danh động từ để cho phép chúng ta hiểu rõ hơn là cái hành động này là của gì, của ai. Đấy. Anh ấy không phủ nhận cái việc anh ấy tham gia vở kịch, cái việc đấy, he's taking. Taking chúng ta bỏ e thêm in. He is taking part in the play. Được chưa? Câu 13.
Our friend objected to our leave so soon. Ở đây chúng ta sẽ hiểu càng kỹ hơn về cái tính từ sở hữu này. Nào, bạn của chúng tôi đúng không ạ? Phản đối cái việc là gì? Chúng tôi rời đi quá sớm. Soon là sớm. Đấy. Thế cái việc rời đi này là cái việc rời đi của chúng tôi. Việc rời đi của chúng tôi. Thế là bạn tôi phản đối cái việc rời đi của chúng tôi sớm quá, mới đến chơi đã về đúng không? Thế thì ở đây chúng ta dùng rất đơn giản là bỏ e thêm mình này, leaving. Nhưng mà nhớ cho tôi là cái việc rời đi này là của chúng tôi. Đấy. Câu cuối cùng, we'll call you Stu Williams. Grumble. Grumble đây là động từ cầu nhau. Động từ cầu nhau. Cái từ use the này chúng ta đã học trong tiết trước, nó bằng với cụm gì ạ? Accustomed. Cũng đi với giới từ to. Cái từ accustomed với cả used là như nhau trong trường hợp này, giống hệt nhau, mang nghĩa là bắt đầu là quen với cái việc gì rồi. Nên là chúng tôi đã khá là quen với cái việc cầu nhàu của William rồi, đúng không ạ? Thì là we are quite used to William's grumbling. Chúng ta bỏ e thêm in. Grumbling. Grumbling. Anh em thấy cái Williams ở đây thì có gì thắc mắc không ạ? Vì thực ra ở đây là thay vì là our với cả his thì người ta dùng gì ạ? Tính từ sở hữu. Rất bình thường. Có khác gì đâu. Đúng không ạ? Ngoài việc người ta dùng tính từ sở hữu là his, our, bây giờ người ta không dùng his, người ta muốn là cái việc cầu nhàu của Williams thì người ta sẽ dùng là Williams grumbling. Rất đơn giản thế thôi. Đúng không ạ? Đấy. Trong cái trường hợp này, tôi muốn nhắc nhở các bạn. Đấy. Cái từ used to, riêng từ used to thôi, chứ không có accustomed to. Accustomed to chỉ có một cái trường hợp duy nhất, đó là to be. Accustomed to cộng với verbing có nghĩa là quen với cái việc làm gì. Thế còn riêng used to, nếu như chúng ta gặp là to be này, used to cộng với lại verbing thì nó sẽ bằng với be accustomed to. Thế còn nếu như không có to be, chỉ có used to không thôi, thì cái trường hợp này nó sẽ mang nghĩa là trong quá khứ người ta quen làm cái gì. Đấy, riêng cái trường hợp đấy thì used to lại cộng với verb, tức là cộng với nguyên mẫu, từ nguyên mẫu bình thường, mang nghĩa là trong quá khứ thì tôi đã quen với cái việc gì. Ví dụ tôi thường đi học cùng với anh ấy khi mà chúng tôi còn nhỏ chẳng hạn, đúng không? I used to go to school with him when we were young. Đấy. Thì cái used to đấy nó sẽ khác với cái việc là chúng tôi bắt đầu quen với cái gì. Ví dụ như là tôi bắt đầu quen với cái thời tiết lạnh ở Hà Nội chẳng hạn. I'm used to the cold weather in Hà Nội. Hoặc là tôi bắt đầu quen với cái việc là gì? Người bạn Tây của tôi đúng không? Bắt đầu quen với việc dùng đũa chẳng hạn. Thế là my foreign friend is used to using the chopsticks. Đấy, ví dụ using. Thế lúc ấy mang nghĩa là bắt đầu quen với cái việc gì. Thế còn used to không thì sẽ mang nghĩa là gì? Trong quá khứ quen làm gì? Thế chúng ta sẽ tiếp tục câu 14 đến câu 19. Câu 14 này. Động từ fine mang nghĩa là phạt. Anh ấy thì bị phạt vì exceed là vượt quá. Speed là tốc độ, limit là giới hạn. Tức là anh ấy bị phạt vì đã vượt quá giới hạn về tốc độ cho phép, đúng không ạ? Thế thì sau for này thì đương nhiên là cộng với gì? Danh động từ. Rất đơn giản là exceeding. He was fined for exceeding the speed limit. Được chưa? Câu thứ nhất, anh ấy đã bị phạt vì đã vượt quá được tốc độ và giới hạn tốc độ. Đấy. Câu 15. Would you mind shut the window? I hate sit in the drought. Cái từ drought này là gió lùa. Drought, gió lùa. Thế thì câu này nghĩa là gì ạ? Bạn có ngại gì đóng cửa sổ không? Tôi rất là ghét ngồi ở chỗ gì? Gió lùa. Đấy. Thì would you mind? Thì sau mind là chúng ta học rồi. Sau mind cộng với danh động từ chúng ta sẽ chia là shutting. Nhớ là shut, động từ kết thúc bằng một phụ âm. Trước là một nguyên âm duy nhất, chúng ta phải gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm mình. Shutting the window. I hate. Sau hate mà muốn chỉ sở thích
thì chúng ta cũng cộng với danh động từ sitting, cũng nhớ là phải gấp đôi gì ạ? Gấp đôi t. I hate sitting in a route. Đấy. Would you mind shutting the window? I hate sitting in a route. Câu 16. We used to make fire by rub two sticks together. Chúng ta này, cái từ used to lúc nãy chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Used to mà không như thế này thì mang nghĩa là trong quá khứ quen làm gì? À, trước đây chúng ta thường là gì ạ? À, tạo ra lửa bằng cách là chà sát hai cái thanh gỗ lại vào với nhau, té lửa ra đúng không ạ? Thế thì chúng ta có giới từ by là bởi hoặc bằng cách. Thế sau by chúng ta cũng cộng với danh động từ rubbing. Đấy, rubbing. Nhớ là rub cũng phải gấp đôi b rồi chúng ta mới thêm mình rubbing two sticks together. We used to make fire by rubbing two sticks together. Được chưa? Rubbing. Câu 17 là một câu rất là hay. Thứ nhất là chúng ta sẽ học cái cấu trúc prefer verbing to. Đấy, verbing tức là thích làm gì này hơn là gì? Làm gì? Khi so sánh thích làm cái việc gì hơn là làm cái việc gì. Cái từ to ở đây nó cho phép chúng ta mang cái tính chất so sánh, mà nó không nhất thiết là cứ phải dùng cấp so sánh với tính từ hoặc trạng từ như chúng ta đã học trong các bài trước đây. Đấy, tôi thích này lái xe hơn là gì đây, bị động này, hơn là gì, ngồi đằng sau, hơn là để người ta lái xe cho tôi đúng không? Thế thì ở đây chia verb in bình thường thôi, I prefer driving to này being. I prefer driving to being driven. Nhớ là từ này chúng ta đọc là gì ạ? Driven. Đừng đọc là driven. Driven. I prefer driving to being driven. Tôi thích là lái xe hơn là cái ngồi đằng sau để người ta bị lái xe, được lái xe người ta lái cho mình đấy. Đúng không? Đó. Nhớ tôi nhá. Công thức này. Prefer verbing to verbing. Thích làm gì hơn làm gì. Câu 18. Lie on this beach is much more pleasant than sit in the office. Tức là ngồi ở gì? À, nằm ở trên cái bãi biển này thì so sánh này thoải mái hơn rất nhiều so với lại gì là ngồi ở trong cơ quan. Thật như đùa đúng không ạ? Nào, lie, cái khó ở đây là danh động từ làm chủ ngữ thì chúng ta sẽ phải dùng verb in. Và khó của từ lie ở đây là các bạn chuyển thành verb in như nào? Với cái động từ kết thúc bằng ie, chúng ta phải đổi ie thành y dài. Lie này. Rồi thêm in. Lying này. On this beach is much more pleasant than sit gì ạ? Sitting. Thì chúng ta sẽ thấy rằng hai cái cụm này nó sẽ là tương đương với nhau. Một cái là nằm trên bãi biển, một cái là ngồi ở văn phòng. Thế nên hai cái cụm danh từ tương đương với nhau để mình so sánh, đúng không? Nằm trên bãi biển này thì thú vị hơn là, thoải mái hơn là ngồi ở trong cái văn phòng. Đấy, thế thì hai cái cụm này chúng ta cũng sử dụng danh động từ. Danh động từ này sẽ đóng vai trò làm chủ ngữ của câu. Chính xác, chủ ngữ của câu. Lying on this beach is much more pleasant than sitting in the office. Câu cuối cùng, câu 19 này. I have no intention of go to that film. Tôi không có gì ạ? À, dự định là đi xem cái bộ phim đó. Cái cụm của chúng ta cũng rất là hay, đó là have no intention of, rồi cũng có mình, nghĩa là không có dự định làm việc gì. Thế chúng ta thấy là sau giới từ of thì chúng ta sẽ phải dùng danh động từ là gì? Going. Đơn giản đấy thôi. I have no intention of going to that film. Từ câu 20 cho đến câu 24 chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng các danh động từ. Rất dễ nếu như mà ngay lập tức là cô giáo đưa chúng ta một cái gợi ý là hãy sử dụng toàn bộ danh động từ, đúng không ạ?
Câu 20 chúng ta có câu như sau. At first I enjoyed listened to him, but after a while I got tired of hear the same story. Now enjoy sẽ cần một danh động từ làm gì ạ? Tân ngữ gián tiếp cho động từ enjoy, đó là danh động từ gì? Listening. Listening. Đấy. Tiếp theo này, got tired of. Sau giới từ of, chúng ta cũng sử dụng danh động từ sau giới từ of. Thì hear, chúng ta cũng sẽ dùng là gì ạ? Hear, hearing. Trường hợp này không có gì đặc biệt cả. Chúng ta xem nghĩa của câu như sau. At first I enjoyed listening to him, but after a while I got tired of hearing the same story. Nghĩa là gì? Lúc đầu này tôi rất là thích để nghe anh ấy nói, đúng không? Nhưng mà sau một thời gian thì tôi chán vì là cứ phải nghe đi nghe lại cùng một câu chuyện. Đấy, thế thì chúng ta dùng như vậy. Và thông thường khi các bạn làm bài thi, chúng ta hay có mỗi cảm giác là nếu như mình dịch được một câu nào đó cộng với lại các cái kiến thức ngữ pháp mà chúng ta đã học rồi nữa, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin. Nên chúng ta sẽ không cảm thấy tự tin khi mà chúng ta gặp một câu mà toàn những từ không biết gì, đúng không ạ? Như vậy một cái kỹ năng mà các bạn cần phải học đó là gì? Học từ mới, học nhiều từ mới, thì khi mà các bạn đoán được nghĩa của câu ấy thì các bạn cũng sẽ dễ làm bài hơn. Và ngoài ra nữa, các cấu trúc ngữ pháp này thì phải ưu tiên học trước, được chưa? Đấy là câu 20. Câu 21. Please forgive me for interrupt you. Hay forgive ở đây là tha thứ. Hãy tha thứ cho tôi vì là đã gì ngắt quãng bạn, đã xen lời vào bạn, đúng không? Thế ở đây là sau giới từ for, chúng ta cũng cộng với danh động từ going, interrupting. Please forgive me for interrupting you. Được chưa? Hãy tha lỗi cho tôi vì đã ngắt lời bạn. Đấy. Câu 22. After discuss for an hour, they left without reach any conclusion. Sau khi gì ạ? Thảo luận một giờ thì họ đã bỏ đi mà không gì đạt được bất kỳ một cái kết luận nào. Các bạn nhớ tôi là động từ reach là đạt tới, bao giờ cũng là đạt tới một cái mốc gì đó luôn. Không có giới từ to, không bao giờ có là reach to any conclusion, là không có. Có thể là các bạn sẽ gặp cái câu đó trong bài thi đại học thì sao? Đúng không ạ? Nhớ là reach any conclusion, không có giới từ gì cả. Sau khi thảo luận một tiếng, đúng không? Họ này bỏ đi mà không đạt được bất kỳ một kết luận nào. Thế thì chúng ta thấy là sau after thì chúng ta sử dụng danh động từ là gì? Discussing. After discussing for an hour, they left without. Sau without là gì? Giới từ tiếp tục. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có danh động từ là reaching. Đó. After discussing for an hour, they left without reaching any conclusion. Được ạ? Thì đấy là cách dùng danh động từ. Tôi hỏi các bạn là ngoài cách này ra còn cách nào nữa? Câu hỏi đặt ra, ngoài discussing thì chúng ta sẽ còn có thể sử dụng danh động từ nào nữa? Ở đây chúng ta thấy là gợi ý nhé. Left là ở quá khứ rồi. Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh là sau khi mà đã thảo luận được một tiếng rồi, đúng không? Đã thảo luận được một tiếng rồi, thế thì chúng ta sẽ phải sử dụng gì? Thể gì ạ? Hoàn thành gì? Hoàn thành của từ này không có bị động thì hoàn thành đâu. Chứ có thể dùng là gì? After này, having discussed. Đấy, after having discussed for an hour. Thế thì cái này sẽ chính xác hơn này. Nó thể hiện cái tính chất là họ thảo luận trước này, họ thảo luận trong một tiếng trước rồi này, sau đấy là họ gì? Bỏ đi, đúng không? Thế thì cái này sẽ chính xác hơn. Nhưng mà thực ra bây giờ tiếng Anh nó đơn giản hơn nhiều rồi, thực ra chúng ta dùng là discussing cũng không sai, nó ngắn gọn là tốt, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà chúng tôi muốn nói là nếu như các bạn gặp là having discussed thì tôi muốn nói là nó chính xác hơn về mặt gì?
ngữ nghĩa và thời gian. Được chưa? After having discussed for an hour, they left without reaching any conclusion. Câu 23. I distinctly remember paying him. I gave him $2. Đúng không? Nên ta có là distinctly là trạng từ rõ ràng. Trạng từ rõ ràng. Tôi nhớ một cách rõ ràng là gì đấy? Đã trả tiền cho anh ấy rồi. Và tôi đưa cho anh ấy gì? $2. Đúng không? Thế thì remember ở đây chúng ta có nhớ hai cách sử dụng của remember không ạ? Remember cộng với danh động từ mang nghĩa là nhớ là đã làm gì. Đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ dùng đây là remember paying. Remember cộng với to verb nghĩa là nhớ là phải làm gì. Đó. Câu 23. I distinctly remember paying him. I gave him $2. Câu 24. Feel like bằng hẳn động từ enjoy. Tôi khuyến khích các bạn có một quyển vở từ mới. Bây giờ cái vở từ mới lưu lại những cái từ mà các bạn đã học qua rồi. Và các bạn viết lại thì các bạn sẽ nhớ hơn một chút. Nếu như các bạn xem lại, sau một thời gian các bạn xem lại, các bạn sẽ nhớ thêm một chút nữa. Đấy. Feel like các bạn có thể ghi là feel like bằng hẳn với enjoy và đều cộng với danh động từ. Vô bình đấy. Feel like. Ở đây là feel like working. Làm luôn. Không cần phải suy nghĩ gì, làm luôn. I feel like, I don't feel like working. Được ạ? So I suggest, suggest của moving này. Làm luôn. Suggest spending. I suggest spending the day in the garden. Đấy, đến bây giờ chúng ta mới check lại ngữ nghĩa. Check lại một lần nữa câu xem là làm đúng hay chưa. Đúng không ạ? Nào, tôi này. Ở đây á, cái từ suggest là tôi thiếu gì? ED. Quá khứ, nếu như câu đầu chúng ta dùng là didn't thì ở đây chúng ta nên dùng suggested. Đúng không? Đấy. I didn't feel like working, so I suggested spending the day in the garden. Thế này, tôi không thích làm việc, đúng không? Vì vậy, tôi đề nghị là gì? Tôi gợi ý là gì? Dành cái ngày đó là gì? Chơi trong vườn, ra vườn chơi, đúng không? Thế là I didn't feel like working, so I suggested spending the day in the garden. Kết thúc bài học hôm nay, chúng ta sẽ thử làm một số các cái câu trích lược trong các cái đề thi đại học. Đấy, câu 21 nhá. The room needs for the wedding. Chúng ta có bốn đáp án là A. Decorating. B. To decorate. C. Decorate. Và D là B. Decorated. Chúng ta thấy này, needs là chúng ta đã học. Đấy, cấu trúc là needs cộng với gì? Verb in. Mà đi với chủ ngữ là một vật. Nào, tóc tôi cần được cắt là my hair needs cutting, nhớ không ạ? Rồi, nào căn phòng này cần phải được gì? Trang trí cho đám cưới. Thế là needs gì ạ? Verb in. Chúng ta sẽ khoanh đáp án là A. The room needs decorating for the wedding. Được chưa? Câu 32. I am consider my job. Can you recommend one? Tôi đang phân vân gì đó công việc của tôi, bạn có thể gợi ý một công việc được không? Đúng không? Consider cộng với danh động từ. Verb in này. Có hai danh động từ mà sử dụng được. Đó là ý mấy các bạn? Đó là ý B và ý D. Đúng không? Ý B và ý D. Thì chúng ta có là danh động từ moving và danh động từ gì? Changing. Thế thì ở đây nên sử dụng danh động từ gì ạ? Tôi đang cân nhắc việc là chuyển công việc của tôi hay là thay đổi việc của tôi. À, chúng ta sẽ dùng đáp án gì ạ? Thay đổi công việc của tôi sẽ là gì? D. Changing my job. Câu 13 này. The new president said he dedicated himself to the other rights of the old, sick and the homeless. Nếu như các bạn biết công thức là dedicated to này, sau giới từ to là phải cộng verb in. Mặc dù to là một giới từ nhạy cảm nhưng không phải lúc nào cũng to do. Đây là to verb in trong trường hợp này là chúng ta sẽ sử dụng ngay được cái từ đúng, đó là ý B là protecting này. Thế nhưng mà cái câu này là một câu rất là hay về nghĩa. Theo như quan điểm của tôi thì các cái bài thi đại học sẽ thường có những cái ý nghĩa và nội dung hàm chứa rất là cao. Đấy, khi mà tôi xem qua các cái đề thi tôi sẽ thấy như vậy. Thế thì các bạn thấy là đây cũng là một cái câu mà
có một cái hàm nghĩa cao, đó là gì? Tổng thống mới nói rằng ông ấy sẽ gì cống hiến bản thân mình cho cái việc gì bảo vệ quyền lợi của người già, người đau ốm và người vô gia cư. Đó. Thế thì dedicated himself to protecting sẽ là cống hiến bản thân mình này cho cái việc bảo vệ. Tôi đã nói với các bạn là danh động từ sẽ phải mang cái chữ gì việc, đúng không ạ? Thế protecting ở đây sẽ là việc bảo vệ. Rights ở đây là quyền lợi. Zeal ở đây chúng ta học rồi. Z cộng với lại tính từ zeal, đúng không? Thì sẽ là người già này. Sick là người đau ốm này. Thì homeless sẽ là gì? Người vô gia cư. Câu cuối cùng. They talked for 3 days before finally to a này. Decision. Họ đã nói chuyện trong 3 ngày trước khi cuối cùng là gì? Đi đến một cái kết luận, đúng không? Thì chúng ta có các cái từ như là reaching, coming, bringing và arriving. Thế thì như sau này. Chúng ta thấy có hai từ mà có khả năng nhất, đó là từ gì? Reaching và từ coming, có nghĩa là đạt tới và đến. Coming, reaching và coming. Còn bringing và arriving thì không có hợp lắm về nghĩa, vì bring là mang lại và arrive là đến, không hợp lắm về nghĩa hai từ này. Thế chúng ta đã học là gì? Rich thì lại không có giới từ to. Ngay trong bài học hôm nay chúng ta đã học là rich là chỉ có reach a conclusion thôi. Vì vậy, đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ phải là gì? B. Coming to a decision. Bài học của chúng ta giờ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục học bài động từ nguyên mẫu và chúng ta sẽ so sánh cái sự giống nhau và khác nhau giữa danh động từ và động từ nguyên mẫu.